chào tất cả các bạn. Các bạn biết không, khi có trong tay cơ hội du học Mỹ, được ví như là bạn đã có cho mình một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa thành công trên con đường học vấn của mình rồi. Tuy nhiên thì để xin được visa du học Mỹ là một khó khăn không hề nhỏ, đòi hỏi bạn phải tốn không ít thời gian và công sức nữa. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc hồ sơ bị đánh rớt, và phổ biến nhất là hồ sơ du học chuẩn bị chưa tốt, cách chọn trường và ngành không phù hợp, chứng minh tài chính không đầy đủ, tiếng Anh yếu, trả lời phỏng vấn không đạt, vân vân. Vậy thì rớt phỏng vấn du học Mỹ có nên phỏng vấn lại hay không? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chị Quế Hương, là chuyên viên tư vấn du học Mỹ đến từ công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, để nghe chị giải thích và chia sẻ rõ hơn về điều này các bạn nhé. Vâng, xin chào chị Quế Hương, chào Mai và các bạn. Rất vui khi gặp lại chị trong chương trình hỏi đáp du học Mỹ ngày hôm nay. Thì rớt phỏng vấn du học Mỹ có nên phỏng vấn lại hay không? Như điều đã nói ở trên thì nguyên nhân dẫn đến việc hồ sơ bị đánh rớt, nhìn chung là vì các lý do như là hồ sơ du học chuẩn bị chưa tốt, cách chọn trường và ngành học không phù hợp, chứng minh tài chính không đầy đủ, tiếng Anh yếu và trả lời phỏng vấn không đạt, vân vân. Vậy thì chị Quế Hương có thể giải thích rõ hơn về các điều này cho các bạn hiểu rõ hơn được hay không? Vâng, thì đầu tiên cho phép Quế Hương gửi lời chào đến tất cả các bạn và tới Ngọc Mai. Thì Quế Hương xin trả lời câu hỏi của Ngọc Mai như sau. Đầu tiên là nguyên nhân dẫn đến hồ sơ du học. Hồ sơ du học rất quan trọng trong việc xin visa, với thông tin không rõ ràng là một trong những lý do khiến bạn bị đánh rớt. Ví dụ như là thành tích học tập không khớp với khai báo, bản điểm chưa được công chứng, vân vân. Và một điều nữa là bạn cần phải nộp hồ sơ sớm hơn 3 tháng trước khi khóa học bắt đầu, và nộp trễ sẽ để lại ấn tượng không tốt với người phỏng vấn. Tiếp theo là cách chọn trường và ngành học không phù hợp. Với chương trình trung học phổ thông tại Việt Nam, ít mang tính hướng nghiệp với năng lực và sở thích của học sinh, dẫn đến việc học sinh chọn ngành, chọn trường không phù hợp mặc dù thành tích học tập rất tốt. Vậy nên khi nộp hồ sơ xin visa du học Mỹ, bạn cần phải tìm hiểu thật kỹ lưỡng các yêu cầu đầu vào của trường, vì không phải ai cũng có đủ tiêu chuẩn đầu vào. Và do đó lựa chọn cho mình một ngành, một trường thích hợp là điều quan trọng trong quá trình làm hồ sơ xin visa du học Mỹ. Tiếp theo nữa là việc chứng minh tài chính không đầy đủ. Việc không chứng minh được mối nhân thân giữa người đi du học và người chi trả phí du học hay sổ tiết kiệm không đủ rất dễ làm hồ sơ của bạn bị đánh rớt. Một lỗi các bạn cũng hay gặp ở đây là quên chuyển đổi tỷ giá. Khi tính bằng tiền Việt, bạn đã đủ, nhưng khi chuyển sang ngoại tệ, tiền có thể bị sụt giảm vì tỷ giá thay đổi làm sổ tiết kiệm của bạn bị thiếu. Vì thế, để đề phòng bất trắc xảy ra, bạn nên cộng dư vào tài khoản cao hơn với số tiền trường yêu cầu một chút nhé. Một nguyên nhân nữa là ngoại ngữ không tốt. Thông thường để có đủ trình độ du học các nước nói tiếng Anh, bạn phải có ít nhất IELTS 5.0 cho các khóa Level A dự bị đại học và khóa sau đại học. Bạn phải có IELTS ít nhất là 6.0. Một điều cần lưu ý, cho dù điểm tổng của bạn cao, nhưng nếu một trong các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết quá kém cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến quá trình xin visa đó các bạn. Nguyên nhân sâu xa là trả lời phỏng vấn chưa tốt, vì điều này cực kỳ quan trọng trong việc xin visa du học Mỹ. Để hạn chế tối đa những sai sót có thể xảy ra, bạn cần phải rèn luyện kỹ năng phỏng vấn và chuẩn bị tất cả các câu hỏi hay gặp cẩn thận, kỹ lưỡng. Quan trọng nhất là bạn phải chứng minh được hoài bão, nhiệt huyết về giấc mơ du học của mình để tạo được ấn tượng với người phỏng vấn. Vâng, vậy thì qua đây chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ có nhận được thư của bạn Minh Thư đến từ Tiền Giang với nội dung như sau. Em thấy nhiều bạn đã xin được I-20 từ trường, nhưng khi đi phỏng vấn lại không thể đậu visa. Vậy thì anh chị có thể cho em biết một số lý do để em có kinh nghiệm chuẩn bị kỹ càng hơn trong việc xin visa du học Mỹ được hay không? Khi mà bạn đã xin được I-20 nhưng mà phỏng vấn không đậu là việc có thể gặp phải bạn ạ. Vậy nên trước khi đi phỏng vấn thì Quế Hương khuyên các bạn hãy có một quá trình chuẩn bị thật kỹ càng và tìm hiểu về nội dung của cuộc phỏng vấn sắp diễn ra. Một trong những nội dung đáng chú ý được thể hiện trong bộ luật di trú và nhập tịch Mỹ nói rằng, vào thời điểm xin cấp visa, mỗi ngoại kiều, đó gọi là học sinh xin visa, sẽ được coi như là có ý định nhập cư cho đến khi người đó chứng minh cho viên chức lãnh sự tin rằng học sinh có đủ điều kiện để được cấp visa không định cư. Cụ thể đây là loại visa du học, và điều này có nghĩa là viên chức lãnh sự theo tinh thần của điều luật luôn xem học sinh như đang có ý định định cư tại Mỹ vĩnh viễn cho đến khi nào học sinh chứng minh được điều ngược lại. Đối với sinh viên đang xin visa, viên chức lãnh sự thường hay hỏi về các lý do chọn học và kế hoạch trong tương lai. Họ đánh giá cao những người có kế hoạch nghiêm túc, trong đó có việc giải quyết đầu ra sau khi học xong tại Mỹ. Thêm nữa thì bạn phải tìm hiểu thật kỹ về các chương trình mình sẽ tham gia. Giả sử Quế Hương là người phỏng vấn thì Quế Hương không bao giờ tin bạn có ý định học tập thực sự nếu như bạn không
biết chút về ngôi trường của mình và chương trình bạn sẽ học trong tương lai, hay thậm chí là không biết được khí hậu của nơi mà mình sẽ đến ở và sẽ đến học tập ra sao. Bạn muốn học tập tại Mỹ thì bạn muốn lãnh sự dự quán tin vào điều đó thì phải tìm hiểu tất cả những điều liên quan đến kế hoạch học tập của mình. Sinh viên đi du học Mỹ có thể đưa ra bằng chứng dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng khi tổng hợp lại, chúng phải được mạnh mẽ để viên chức lãnh sự kết luận rằng hoàn cảnh chung của đương đơn bao gồm các mối ràng buộc xã hội, gia đình, kinh tế và sự ràng buộc khác ở xã hội Việt Nam, thì bạn nên chuẩn bị thật sẵn sàng để trình bày hoàn cảnh của mình thật rõ ràng và chính xác. Nhưng xin lưu ý là việc sắp xếp hồ sơ, trả lời những câu hỏi phỏng vấn, chứng minh một cách thuyết phục với viên chức lãnh sự quán để họ cấp visa thì không phải là điều thật dễ dàng. Thì hiện tại công ty Tân Đại Dương chúng tôi đang có các lớp học phỏng vấn. Lớp học này sẽ giúp các bạn trả lời phỏng vấn với lãnh sự quán một cách rõ ràng, chính xác, tự tin và đầy thuyết phục. Và các bạn có thể đăng ký với chúng tôi theo số điện thoại là 0838484879 hoặc là website tandaiduong.edu.vn. Vâng, câu hỏi tiếp theo là của bạn Minh Anh đến từ Bình Dương với nội dung như sau. Em sinh năm 1989, đã tốt nghiệp đại học, đang làm kế toán cho một doanh nghiệp, muốn sang Mỹ học một chương trình Master. Em phỏng vấn xin visa dùng Mỹ lần 1 vào tháng 12 năm 2014, nhưng không đậu. Khi phỏng vấn, em được hỏi là tại sao học trường này, ba mẹ làm nghề gì, qua đó thì sẽ ở đâu, học bạ ra sao. Lúc đó thì em không mang theo học bạ, chỉ mang theo bảng điểm đại học với điểm trung bình là 6.5. Vậy thì anh chị có thể cho em biết là vì sao em rớt hay không? Em có thể đăng ký học phỏng vấn lại và có khả năng đậu visa hay không? Và em chưa có bằng tiếng Anh nữa. Vậy thì anh chị có thể giải đáp được cho em hay không? Bạn Minh Anh thân mến, bạn đã cung cấp các thông tin liên quan đến buổi phỏng vấn, tuy nhiên vẫn chưa đủ để có thể đánh giá và kết luận vì sao bạn rớt visa. Thì có nhiều lý do để viên chức lãnh sự quán quan tâm và đánh giá một bộ hồ sơ, như là quá trình học của bạn và làm việc có liên tục hay không, tài chính, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn có thuyết phục hay không, có trôi chảy hay không, cách bạn trả lời và nội dung câu trả lời của bạn, và quan trọng nhất là họ đánh giá xem bạn có trở về Việt Nam sau khi bạn học hay không, vân vân. Nếu bạn đã rớt một lần và muốn phỏng vấn lại lần hai thì khả năng đậu vẫn có. Hãy đem hồ sơ của bạn đến công ty Tân Đại Dương thì chúng tôi sẽ phân tích hồ sơ để xem khi đi phỏng vấn lần đầu tiên bạn bị thiếu sót và phải cải thiện những gì vào lần sau. Ngoài ra chúng tôi sẽ đối chiếu ngày dự định phỏng vấn lần hai có bị trễ so với kỳ nhập học trên E20 của bạn hay không. Nếu quá chậm ngày nhập học hay đã qua ngày nhập học thì bạn cần xin trường cấp lại xin E20 mới. Để tạo thế mạnh cho bộ hồ sơ, bạn nên luyện thi IELTS hoặc TOEFL IBT chứng minh các sự chuẩn bị cho việc đi du học của mình. Thì đối với chương trình Master, yêu cầu tối thiểu cho IELTS là 6.5 và TOEFL IBT là 80. Vâng, xin cảm ơn chị Quế Hương rất nhiều đã đồng hành cùng chuyên mục Hỏi Đáp Dùng Mỹ ngày hôm nay với chuyên đề là rớt phỏng vấn visa dùng Mỹ, có nên phỏng vấn lại hay không? Thì hy vọng với chuyên mục ngày hôm nay sẽ phần nào hóa giải được những băn khoăn lo lắng của tất cả các bạn đã và đang và sẽ chuẩn bị hồ sơ du học Mỹ các bạn nhé. Mọi thắc mắc về các bước chuẩn bị làm hồ sơ, thủ tục xin visa du học Mỹ ra sao, các bạn đừng ngần ngại gọi điện thoại cho các tư vấn viên của Tân Đại Dương qua số điện thoại 0838484879, hoặc là các bạn có thể tới trực tiếp địa chỉ văn phòng của công ty là 148/1 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra thì Tân Đại Dương còn có hai địa chỉ khác là ở quận 5 và tại thành phố Nha Trang. Lưu ý là Tân Đại Dương không có địa chỉ ngoài Hà Nội nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.